tiếp theo là đến cái câu hỏi thứ ba, và cái câu hỏi này theo tôi đánh giá là cái việc đó là các anh chị rất hay mắc phải. Và cái câu hỏi này nó được từ anh Nam ở Bắc Ninh, và chúng tôi đã sàng lọc và chúng tôi có đem đến cái chương trình số hôm nay với cái câu hỏi như sau. Em chào thầy Đăng Nguyên, em sinh năm 1976, vợ em 1977, có con trai 1997, sang năm em làm nhà hướng Tây nhưng lệch nam nhiều hơn. Em nhờ thầy chỉ giúp thì tháng nào động thổ được. Em xin cảm ơn thầy và mong thầy giải đáp giúp em. Thì với cái câu hỏi này tôi đánh giá là cái câu hỏi các anh chị thường hay mắc phải. Bởi vì sao? Bởi cái vấn đề là các anh chị biết được cái việc đó là độ số về cái hướng nhà, biết được cái việc đó là đất có vận đất và cái việc hướng của cái đất của nhà mình nó như thế nào. Tuy nhiên cái vấn đề đo hướng của các anh chị nó cũng còn rất nhiều cái vấn đề mà chúng ta cần phải bàn. Thế nên là với cái câu hỏi này thì vẫn phải nhờ anh Đức Trung để làm sao anh hướng dẫn cho các anh chị cách thức để làm sao đo cái hướng nhà làm sao cho nó chuẩn. Thì lúc đó cái đầu vào của các anh chị thì chúng tôi mới giải đáp nó rõ ràng hơn được. Xin mời anh Đức Trung. Cảm ơn anh Long. Cảm ơn anh Nam và bác Ninh đã đặt câu hỏi cho Phong Thủy Nguyên. Thì ở đây anh đã đưa những thông tin nó khá cụ thể một chút bằng cách là anh sinh năm 76 Đinh Thìn, vợ sinh năm 1977 Đinh Thị, con anh 1997 Đinh Sửu. Và nhà anh là nhà hướng Tây nhưng mà anh bảo là lệch nam nhiều hơn. Thì đây là một câu hỏi cũng là khá chung chung con số, chúng tôi cũng chưa thể đánh giá được. Bởi vì các anh chị hình dung nha, một cái mặt la bàn hình tròn nó 360 độ, nó chia ra làm 4 hướng, tức là Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông, Nam, Tây, Bắc, Tây, Nam, Đông, Bắc, đúng không ạ? Thế thì chia ra là 8 hướng như thế, tức là 360 chia cho 8 là bằng 45 độ một cung. Tức là mỗi một hướng như thế nó bao gồm là 45 độ, một cái vòng cung như này 45 độ. Tiếp nữa chia ra mỗi một hướng như thế lại chia ra là 3 cung nhỏ bên trong, tức là 3 sân hướng bên trong. Ví dụ chẳng hạn, anh nói hướng Tây là bao gồm 3 cung là canh Dậu Tân. Thì canh nó lại từ giải độ này đến giải độ này 15 độ. Dậu nó từ giải độ này đến giải độ này 15 độ và Tân nó từ giải độ này đến giải độ này 15 độ. Thì thông qua cái việc đó là mỗi một cái hướng nó có độ số cụ thể như thế thì chúng tôi biết rằng là nhà anh tọa gì hướng gì nó cụ thể đến 24 sân hướng. Thì với 24 sân hướng thì chúng tôi mới xét long, mới xét hướng được cụ thể là bao nhiêu và đánh giá yếu tố vận khí của đất, đánh giá được việc có nên làm hay không. Đó, do vậy là ở đây anh chưa xác định được cái hướng Tây nhà mình là bao nhiêu độ. Thì có những cách sau để anh có thể xác định được hướng nhà mình, và thông qua cái việc anh tự xác định hoặc là thông qua sự trợ giúp của chúng tôi, đó là cách dễ hơn. Với cái việc hướng nhà của anh thì bằng cách anh có thể dùng cái thiết bị đo hướng bằng cái la bàn của quân đội cũng được, hoặc các anh chị có thể mua cái la kinh ngọc phúc đường của Phong Thủy Tâm Nguyên như hiển thị trên màn hình này, để các anh chị có thể về để tiến hành đo lại cái hướng nhà mình là bao nhiêu độ. Hoặc các anh chị cũng có thể lên trên kho ứng dụng của điện thoại, kể cả điện thoại iOS hoặc là Android, các anh chị tải ứng dụng là La Bàn Việt về máy để các anh chị đo. Thì khi mà các anh chị sử dụng cái ứng dụng La Bàn Việt đấy thì nó sẽ báo rất là chi tiết cụ thể như là hướng nhà mình là hướng bao nhiêu độ. Thì đây tôi đang mở cái ứng dụng La Bàn Việt đây. Đây là cái ứng dụng La Bàn Việt để các anh chị tải về máy thì nó sẽ báo được cụ thể là hướng gì. Ví dụ ở đây là tôi đang đo, ví dụ như tôi khóa lại hạn thì nó sẽ báo rằng là cái nhà này nó là tọa nhâm và hướng bính 171 độ nam. Thì đây các anh chị báo lại chúng tôi độ số nó cụ thể như thế, chúng tôi mới có thể là đánh giá được việc là có nên làm hay không và làm vào tháng nào. Đấy, còn ở đây là hướng Tây nhưng lệch nam nhiều hơn và tháng nào động thổ năm 2020. Thì ở đây ví dụ chẳng hạn, nhà anh vẫn là hướng Tây nhưng lệch nam nhiều hơn thì nó chưa chắc là không biết là đã sang hẳn Tây Nam hay chưa, hay là vẫn đang ở hướng Tây. Hướng Tây thì xin thưa với anh Nam, nó bao gồm giải độ từ 247,5 độ cho đến 292,5 độ. Nếu như hướng Tây này năm 2020 mà anh xây dựng á, thì anh có thể lập hướng vào các tháng là tháng 3, tháng 4, tháng 5 hoặc là tháng 10 âm lịch. Tuy nhiên là ngoài hướng Tây bao gồm 3 sân hướng là canh Dậu Tân thì các anh chị chỉ nên khai sơn là hướng với 2 hướng, đó là hướng canh và hướng Tân. Hướng chính Dậu tức là hướng chính Tây ấy, tức là 270 độ cộng trừ 75 độ sang hai bên ấy. Đấy thì các anh chị không nên triển khai làm, bởi vì phần mão sơn nó phạm phải một long biến vận sát, đồng thời là phần mão nó phạm phải phần mão sơn, tức là phần tọa mão hướng Dậu ấy, nó phạm phải một long biến vận. Do đó là các anh chị không có nên sờ vào đối với cái nhà hướng chị Tây. Tuy nhiên hướng canh với hướng Tân thì lại ok được. Hướng canh thì nó dao động, nó trải dài từ 247,5 độ cho đến là 262,5 độ, tức là 15 độ ở cái hướng canh này. Và hướng Tân thì nó bao gồm từ 277,5 độ cho đến 292,5 độ, đấy là hướng Tân. Thì nếu như nhà của anh chị nó tọa sát hướng canh hoặc tọa ất hướng Tân năm 2020 thì làm rất là ok. Đấy, rất là tốt. Thì làm vào tháng 3, tháng 4, tháng 5 hoặc là tháng 10 âm lịch thì triển khai thì cũng rất là vượng. Còn nếu mà sang hẳn hướng Tây Nam, tức là vượt qua hướng Tây và sang Tây Nam rồi, Tây Nam nó giải độ từ 202,5 độ cho đến 247,5 độ. Nếu mà sang hẳn hướng Tây Nam rồi thì các anh chị cũng có thể triển khai lập hướng vào các tháng là tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 hoặc là tháng 9 âm lịch. Thì đối với hướng Tây Nam thì ở đây nó bao gồm 3
cung là Mùi Côn Thân thì nếu như đang ở hướng Tây mà lệch sang hướng Nam ấy, thì tức là nó sẽ giáp danh giữa Canh và Thân. Đấy, giáp danh giữa Canh và Thân thì đối với lại cái nhà mà tọa dần hướng Thân thì thực tế mà nói cái hướng Thân năm 2020 nó không có tác cách, nó không có tốt. Đấy, vì rằng là cái hướng Thân năm 2020 nó phạm phải Mộc Thủy Đô Thiên, do đó là các anh chị cũng không có nên khai sơn lập hướng với cái nhà tọa dần hướng Thân. Tiêu chung lại đó, hướng đông hướng tây ở đây tây lệch nam nhiều hơn một tí, không biết là hướng đấy là hướng nam, hướng tây nam hay hướng tây thì cần phải đo cụ thể độ số hơn thì mới đánh giá được cái hướng nhà đấy nhanh là tọa chỉ hướng gì và tháng vượng. Nhưng về cơ bản là nếu như hướng Canh và hướng Tân nằm ở phương vị tây, là nằm ở hướng tây thì các anh chị có thể triển khai vào cái tháng đó là tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 10 thôi. Còn nếu mà nó vào hướng chính tây, tức là vào chính dậu hoặc là sang hẳn tây nam rồi, tức là tọa thành ra hướng tọa dần hướng Tân thì không nên làm nhé. Đấy, thông qua như vậy để các anh chị có thể nắm được đo hướng cụ thể hơn thì Phong Thủy Tứ Nguyên sẽ hướng dẫn chính xác hơn. Đấy, xin cảm ơn anh Long, cảm ơn anh Nam ạ. Vâng, xin cảm ơn anh Đức Trung. Thì tổng hợp lại thì muốn giải đáp cho anh Nam là cái việc là cái anh đo phải chính xác của vấn đề độ số hướng nhà mình. Tại vì anh đo anh theo cái kiểu là áng là mặt trời mọc ở tây rồi lệch nam, cái này nó không chính xác được. Và từ việc không chính xác dẫn tới là không thể xác định được cái cát hung của mặt đất như thế nào, và không xác định được cát hung thì rất là khó để lập hướng. Do đó với anh Nam hoặc là tất cả các anh chị khác mà đang có cái vấn đề về cái việc khai sơn lập hướng hay về cái vấn đề tu phương thì các anh chị cần phải rõ ràng vấn đề độ số. Thì lúc đấy thì các anh chị gửi đến chương trình thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho anh chị đó là tháng nào, ngày giờ nào để tiến hành mình đồng thọ được. Thì xin cảm ơn anh Nam.